tử vi thứ bảy ngày 26 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 24 tháng 9 năm 2024 âm lịch ngày quý hợi tháng giáp tuất năm giáp thìn xung ngày đinh tỵ ất tỵ đinh mão đinh dậu xung tháng nhâm thìn canh thìn canh tuất thứ bảy này con giáp nào gặp nhiều may mắn con giáp nào gặp họa tai ương Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày .vn. 1. Tuổi tí ngày 26 tháng 10 năm 2024 hôm nay, cảm xúc của tuổi tí thay đổi khá thất thường. Bản mệnh thay đổi suy nghĩ một cách quá nhanh chóng, Khiến người xung quanh đôi khi không thể hiểu. Vấn đề trao đổi với đồng nghiệp vì thế dễ rơi vào bế tắc. Lại thêm hung tinh đe dọa. Thái độ khó hiểu này rất dễ tuổi tí vào tình huống đắc tội người khác. Nếu đó là kẻ tiểu nhân ghi thù thì rất có thể con giáp này sẽ gặp rắc rối to. Do vậy, hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Trong ngày thủy thổ sung khắc. Đường tình duyên của tuổi tí cũng chịu nhiều tác động tiêu cực. Tình cảm vợ chồng không như ý muốn, ai cũng mải mê với thế giới riêng. Thiếu sự tương tác nên mỗi khi có vấn đề xảy ra rất dễ dẫn tới mâu thuẫn. Tranh cãi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ. Sửu, thân màu sắc cát tường, đen, trắng con số may mắn 47 28 10. Hai, tuổi Sửu ngày 26 tháng 10 năm 2024 hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tuổi Sửu bởi cuộc gặp gỡ giữa bản mệnh và một nhân vật nào đó, có thể là đồng nghiệp mới hay đối tác, khách hàng. Con giáp này sẽ cảm thấy choáng ngợp trước họ và bối rối trước những gì họ thể hiện. Tuy nhiên trong ngày mới này, tuổi Sửu sẽ có thêm niềm tin vào bản thân đây là thời điểm tuyệt vời để tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng vì thế đừng phân tâm và làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhưng con giáp này cần thận trọng về tài chính tránh những rắc rối không đáng có do tính chủ quan có lúc bản mệnh còn không biết trong túi mình có bao nhiêu tiền nên cũng chẳng để ý tới việc để dành tiền tiết kiệm đảm bảo an toàn cho sau này giờ tốt trong ngày 13 giờ 15 giờ quý nhân phù trợ, mùi, máu màu sắc cát tường, cà phê, sám con số may mắn, 33, 45, 68. Ba, tuổi dần ngày 26 tháng 10 năm 2024 dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn. Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí. Tiếc là tình cảm lại có chút chắc chờ ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, hợi màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh ra trời con số may mắn, 15, 42, 18. 4. Tuổi Mão ngày 26 tháng 10 năm 2024 xem bói tử vi hôm nay, tuổi Mão cần phải chú ý đến vấn đề quản lý tiền bạc. Nếu có kế hoạch đi đến nơi đông người, con giáp này cần chú ý bảo quản túi sách, ví tiền. Và nếu không cần thiết, tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá phung phí. Nếu đang làm công việc kinh doanh, tuổi mão cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này bởi có thể kẻ lừa đảo đang răng bẫy sẵn để con giáp này xa vào hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc cát tinh cho thấy những người làm công ăn lương thường không quá coi trọng vấn đề chức vị hoặc tiền bạc tuy nhiên con giáp này đừng vì thế mà thành ra thui chột ý chí phấn đấu dễ thỏa mãn với thực tại. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ, mùi, hợi màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu con số may mắn, 20, 59, 88. Nam Tuổi thìn ngày 26 tháng 10 năm 2024 thìn cho thấy khả năng chuyên môn chắc chắn. Con giáp này tự tin, linh hoạt khi kết nối các vấn đề và biết phát huy tài lẻ của bản thân nên không khó khăn nào làm khó được bản mệnh. Tuy nhiên, vận trình tình cảm lại không được tốt như vậy. Đào hoa ảm đạm, nhân duyên có phần kém xác trong hoàn cảnh này người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa ưng ý để đồng hành cùng mình người có đôi cũng nên học cách vun đắp tình yêu nếu không muốn mâu thuẫn ngày càng gay gắt cả hai nên có sự bàn bạc và thương lượng trước mọi việc với nhau để tránh biến thành cuộc tranh cãi không hồi kết việc gì cũng có cách giải quyết đừng để cái tôi quá lớn biến cuộc tình đứng trước nguy cơ tan vỡ giờ tốt trong ngày 23 giờ 1 giờ quý nhân phù trợ. Dầu, tím màu sắc cát tường, vàng, nâu con số may mắn 45 36 79. 6, tuổi tị ngày 25 tháng 10 năm 2024 công việc của tuổi tị sa sút nếu không hành động thận trọng thì có thể sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra đi làm hay mua bán gì cũng đừng cứng đầu tranh luận với người khác đừng tin người quá vội kẻo có ngày người ta lừa mà không biết vận trình tài lộc cũng không có sự tăng tiến con giáp này vẫn an phận một chỗ với công việc chính và nguồn thu từ lương lúc khó khăn không kiếm ra người để giúp đỡ việc gì cũng phải tự bươn trải xoay sở một mình rất vất vả. May mắn là trên phương diện tình cảm, tuổi thìn đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc bản mệnh không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm. Vui vẻ là đã may mắn hơn bao người. Giờ tốt trong ngày, một giờ ba giờ quý nhân phù trợ. Dậu, sử màu sắc cát tường, đỏ, hồng con số may mắn, 27. 84 63 7 tuổi Ngọ ngày 26 tháng 10 năm 2024 hôm nay cục diện tự hình tạo ra nhiều tác động xấu cho tuổi Ngọ con giáp này dễ hành động nóng này do không chịu được những lời chỉ trích của người khác và điều này khiến bản mệnh càng vướng vào nhiều rắc rối hơn dù lời phê phán từ phía người ngoài khó nghe nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp mình tiến bộ dần dần và như thế chúng mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen ngợi nhiều nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay tuổi ngọ có thể đi về hướng tây nam để gặp hỷ thần hoặc hướng đông để gặp tài thần đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn thuận lợi hơn giờ tốt trong ngày 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ dần tuất màu sắc cát tường tím đỏ con số may mắn 86 42 38 8 Tuổi Mùi ngày 26 tháng 10 năm 2024 hôm nay, công việc của tuổi Mùi tiến triển rất thuận lợi. Các mối quan hệ tình cảm bạn bè, đồng nghiệp thuận hòa. Đúng như những gì bản mệnh mong muốn nên tinh thần cũng rất hăng hái và vui tươi. Con giáp này trở nên vui vẻ, cởi mở hơn với mọi người và là lý do giúp bản mệnh kết nối tốt hơn. Nhận được sự giúp đỡ đúng lúc cần tuổi mùi cũng nhận được nhiều lợi ích từ những suy nghĩ tích cực là giúp cuộc sống của mình trôi chảy hơn. Nhưng con giáp này lại khá đau đầu khi chưa thể tìm được bí quyết để duy trì mối quan hệ hạnh phúc và bền vững. Dù thời gian bản mệnh đã có nỗ lực và cố gắng nhất định. Nhưng kết quả vẫn chưa đi đến đâu khi mọi thứ đều chỉ xuất phát từ một phía. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ 15 giờ quý nhân phù trợ. Hơi, vớt màu sắc cát tường, nâu, xám con số may mắn 27, 39, 46. 9, tuổi thân ngày 26 tháng 10 năm 2024 tử vi cá nhân hàng ngày công việc của Thìn tiến triển tích cực. Con giáp này có tính cách tuyệt vời, sởi lời nghiêm túc nên làm gì cũng nhanh gọn lẹ bản mệnh còn gặp được khách hàng dễ tính mở rộng thêm mối quan hệ làm ăn vận tài lộc của tuổi thân cũng ổn tính cách phóng khoáng khiến bản mệnh gây được ấn tượng tốt con giáp này làm được nói được chăm cày cuốc hay được lộc bất ngờ có thể thử may mắn để lấy lộc về mặt tình cảm tuổi thân cũng đón nhận nhiều tin vui may mắn người thân của bản mệnh đón nhận tin tốt liên quan đến sinh nở, di truyền. Một số người nhận được lời mời ăn uống từ bạn bè, đừng từ chối. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ 9 giờ quý nhân phù trợ, tí. Thìn màu sắc cát tường, vàng, trắng con số may mắn, 10, 40, 76. 10. Tuổi dậu ngày 26 tháng 10 năm 2024 hôm nay là một ngày vui đối với tuổi dậu làm công ăn lương. Con giáp này có thể được cấp trên đánh giá cao và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình. Bản mệnh hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì tuổi dậu không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Con giáp này cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kỹ năng, đồng thời xác định những mục tiêu tiếp theo tham vọng hơn. Trong ngày Hỏa khắc Kim, các mối quan hệ tình cảm của tuổi Dậu phát triển không được lý tưởng. Con giáp này không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình. Nếu không tương lai bản mệnh sẽ phải hối tiếc. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ 3 giờ quý nhân phù trợ. Thân, dậu màu sắc cát tường, bạch kim, xám con số may mắn 27, 37, 04. 11 tuổi tuất ngày 26 tháng 10 năm 2024 tuất cho thấy sự chỉn chu, cẩn trọng với mọi nhiệm vụ mà mình được giao con giáp này không muốn làm sai rồi lại phải tốn thời gian sửa chữa nên đã làm từng việc một khá cẩn thận dù sự cẩn trọng của tuổi tuất có thể khiến người khác thấy chậm chạp song bản mệnh tin rằng kết quả cuối cùng sẽ chứng minh rằng điều mình làm không hề thừa thãi hay vô bổ đây là một thói quen tốt nên hãy cố gắng duy trì đừng để bất kỳ tác nhân nào làm bản thân lung lay để duy trì hạnh phúc gia đình con giáp này nên học cách cảm thông và bao dung nhiều hơn. Có thể bản mệnh có lý lẽ riêng của mình, song điều đó không có nghĩa bản mệnh phủ quyết mọi ý kiến của đối phương và nhất nhất làm theo ý mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ 13 giờ quý nhân phù trợ, tỵ. Mùi màu sắc cát tường, vàng, cam con số may mắn, 38, 17, 65. 12. Tuổi hợi ngày 25 tháng 10 năm 2024 công việc của tuổi hợi khó như ý muốn. Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc sống khiến bản mệnh cảm thấy chưa thể táng đáng được mọi việc. Hãy an phận, đừng tranh giành, đừng đụng chạm đến giấy tờ, pháp luật vì sẽ gặp bất lợi. Tài chính cũng lao đao, dễ lâm vào tình cảnh bế tắc mặc dù có tiền nhưng con giáp này lại chẳng thể giữ nổi trong tay ngoài sự may mắn thì còn cần cả sự tỉnh táo nữa nếu bản mệnh không đủ nhạy bén thì rất dễ mất tiền oan gia đình của tuổi hợi có thể gặp trục trặc vợ chồng có lúc cơm không lành canh không ngọt con giáp này yếu đuối trong chuyện tình cảm và luôn cố gắng tạo dựng cho mình vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ để che giấu điều đó giờ tốt trong ngày 13 giờ 15 giờ quý nhân phù trợ, tí, sử màu sắc cát tường. Đen, xanh lam con số may mắn, 18, 71, 66.